tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, bất ngờ được thần tài rót lộc về tay, công danh bừng sáng, cực sướng tháng 4, 5, 6 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị anh chị đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh KB Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi tới quý vị anh chị lời chúc sức khỏe tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, người xưa nói nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tuy nhiên, có một điều còn vĩ đại hơn cả đó là lòng thiện lương. Phật gia giảng, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa. Làm người ta chọn thiện lương, dẫu phúc chưa đến họa đã rời xa. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài. Có một trái tim nhân hậu đã là phong thủy tốt nhất, tích lũy âm đức khiến cho tai họa tránh xa, kéo dài tuổi thọ, tăng tài tích lộc và có thể làm phúc cho con cháu sau này. Thầy phong thủy người Hoa nói rằng, số phận một người được xác định bởi lượng đức mà họ đã có, cũng được gọi là căn cơ và phong thủy của người ấy. Trời ban cho Bính Ngọ sinh năm 1966 là người thông minh nhanh nhẹn, họ là người có ý chí tiến thủ, cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Đặc biệt là trong 3 tháng 4, 5, 6 năm Quý Mão này, nhờ thần tài bên trái quý nhân bên phải giúp đỡ mà người tuổi Bính Ngọ sẽ gặp được cơ hội đổi đời lớn, chỉ cần kiên trì chăm chỉ thì chắc chắn sẽ tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc, kiếm được nhiều tiền của. Nhưng như một lẽ tự nhiên có người sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ thì cũng có người muốn vùi dập ta xuống. Lửa thử vàng gian nan thử sức, vậy nên nếu muốn thành công thì người tuổi Bính Ngọ vượt qua những khó khăn và trở ngại trong thời gian sắp tới. Trong video ngày hôm nay hãy cùng KB Tử Vi đi tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4, 5, 6 năm 2024 âm lịch quý vị nhé! Tổng quan về cuộc đời và vận trình tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 năm 2024 âm lịch. Vâng, kính thưa quý cô bác Bính Ngọ thân mến, chúng ta đều biết đời người là hành trình dài trăm năm. Sau năm 58 tuổi mới đi được một nửa, nửa còn lại mới thực sự là kiếp nhân sinh. Vậy làm sao để sống trọn vẹn một cuộc đời như ý? Vận mệnh đời người luôn là thứ gắn liền với vận trình hưng suy của một con người. Con người đến cũng trắng tay, rồi ra đi cũng như vậy thôi. Giai đoạn sau 59 tuổi, cô bác Bính Ngọ cảm ngộ được sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư, ngoằn ngoèo. Hơn nửa đời người rồi bỗng quay đầu nhìn lại, 59 tuổi cũng là 59 năm nếm trải đủ mùi vị nhân sinh. Cuộc đời vui buồn, cùng khổ chưa kịp phản ứng thì nửa đời người đã qua rồi. Nhìn bạn bè thành công, sang giàu hẳn rằng đôi lúc cô bác Bính Ngọ cảm thấy chạnh lòng. Đã 59 tuổi rồi, đối với vận mệnh, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, bằng hữu, tất cả đều đã sáng tỏ, thông suốt. Đến tuổi này, cô bác Bính Ngọ hãy ngừng nhìn về quá khứ và giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực để cuộc sống tốt hơn. Tất cả chúng ta có thể đã trải qua nỗi đau về thể xác hay tinh thần vào một thời điểm nào đó. Sự khác biệt là một số người giữ chặt những trải nghiệm đau thương đó và khó tiếp tục cuộc sống hơn những người khác. Quý cô bác thân mến, người sinh năm 1966 có thiên can Bính nên mang đầy đủ đặc trưng tính cách, số phận của thiên can này, đúng như những câu thơ sau. Chữ Bính số ấy quạnh hiu, người sinh tuổi ấy lắm điều lo âu. Lúc nhỏ bệnh hoạn ốm ho, lớn lên cô quạnh tự lo một mình. Có lòng nhân đạo kính tin, tha phương lập nghiệp tự mình dựng nên. Tuổi già lại được ơn đền, lộc tài gia thế ăn trên hưởng nhàn. Nhiều khi đau khổ muôn ngàn, tuổi nhỏ hoạn nạn vững vàng về sau. Trời ban cho người tuổi Bính Ngọ có tính khí cũng giống hệt như mặt trời, thích mang ánh sáng và những thứ của mình chia sẻ với người khác. Bính Ngọ sáng dạ thông minh, trong suy nghĩ và hành động dứt khoát rõ ràng, dám làm dám chịu, có nghị lực để vượt qua các khó khăn. Vì vậy người Bính Ngọ không ích kỷ, có tính cách hướng ngoại, sẵn sàng cống hiến. Những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt,
và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khi khái và cứng cỏi. Họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Người tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận họ giàu có. Nếu lấy tuổi Tuất, dần thì cố hòa hợp để sống, chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đặng. Họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý, sống lâu. Tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng về thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn. Bạn sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận bạn sẽ được sống an nhàn sung sướng. Phần gia đạo đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau. Nếu bạn biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều việc tốt đẹp, con đường công danh lúc nhỏ có chức phận, về thời hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp, bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt. Sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ năm 34 trở đi. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Quý cô bác Bính Ngọ năm 2024 đã bước sang tuổi 58 nên chắc hẳn cô bác cũng hiểu, lúc 30 tuổi, quỹ đạo cuộc đời của đại đa số đều khá khúc khuỷu, 40 tuổi quỹ đạo đó đạt đến đỉnh điểm, 50 tuổi quỹ đạo tương đối ổn định. Nếu không có tình hình gì đặc biệt thì sẽ chẳng có biến động gì lớn nữa. Những người 58 tuổi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, họ đang ở vào cái giai đoạn tỉnh táo nhất của đời người. Tuyệt đối không oán than ông trời bất công hay như nào nữa mà sẽ âm thầm, lặng lẽ chấp nhận hiện thực cuộc sống. Năm nay với quý cô bác Bính Ngọ nhìn chung là tương đối tốt, không gặp vận hạn gì lớn. Mọi công việc đa phần tiến triển đều đều, ít biến động, chỉ cần bản mệnh làm tốt việc của mình thì không lo khó khăn ập đến. Tuy nhiên, vận trình của cô bác trong năm nay chỉ thực sự tốt đẹp khi bước vào 3 tháng 4, 5, 6 âm lịch. Đây là giai đoạn để quý cô bác nhận định lại con đường mình sẽ đi trong nửa đời còn lại. Mời quý cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây và chiêm nghiệm những điều tôi đã chia sẻ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ trong 3 tháng 4, 5, 6 âm lịch. Tử vi tháng 4, 5, 6 âm lịch cho rằng sự nghiệp của người tuổi Ngọ sinh năm 1966 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4, 5, 6 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Thời gian này, tài lộc chưa thực sự như ý nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Những gia chủ tuổi Bính Ngọ không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân, bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn. Cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động.
Thời gian này, có quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi Bính Ngọ nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý, giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, nam mệnh cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn, sự áp đặt một cách gia trưởng của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Vận trình từng tháng. Tháng 4 âm lịch. Phương diện sự nghiệp. Mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi với bản mệnh trong tháng 4 âm lịch này. Điều bạn nên làm là tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình và xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người, như vậy lúc nào cũng sẽ có người giúp đỡ. Phương diện tài lộc. Chuyện tiền bạc là một trong những vấn đề đáng lưu tâm với bản mệnh trong thời điểm này. Bản mệnh cần hạn chế đầu tư, ở những lĩnh vực chưa hiểu rõ thì cần trao đổi với người đáng tin cậy nhiều hơn. Phương diện tình duyên. Mối quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình nhìn chung hài hòa. Bạn nên chia sẻ suy nghĩ của mình và thể hiện tình cảm với mọi người nhiều hơn. Phương diện sức khỏe. Vấn đề sức khỏe là điều mà Bính Ngọ trong tháng này cần quan tâm. Hãy duy trì lối sinh hoạt điều độ, tránh làm việc quá sức và tránh suy nghĩ nhiều. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa ngay. Tháng 5 âm lịch. Phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp dự báo, nhờ tam hợp che chở, tháng này được coi là một tháng may mắn với người tuổi Bính Ngọ khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa. Phương diện tài lộc. Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Có điều trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cũng cho thấy bạn đang phải tốn khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không, dù có dư giả đến đâu. Bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Phương diện tình duyên. Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa. Chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, cô bác cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Hãy chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Tháng 6 âm lịch. Phương diện sự nghiệp. Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này, báo hiệu sẽ có nhiều bội thu. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng gặp được những bạn hàng, đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác cùng làm ăn, hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính kẻo mất tiền mất cả quý nhân. Phương diện tài lộc. Tài lộc khá vượng, tuổi Bính Ngọ có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người được thăng chức, tăng lương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà,
mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu giật gấu vá vai. Phương diện tình duyên. Tháng này, người tuổi Ngọ sinh năm 1966 gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt với những người đang sống đơn thân hoặc độc thân. Bạn có thể cởi mở giao tiếp với mọi người, bạn có thể sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ không được lý tưởng như mong muốn trong tháng này. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều khiến thần kinh luôn căng thẳng, cơ thể luôn mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ như hồi thanh niên nữa, đừng bắt mình phải ôm đồm, lo lắng quá nhiều việc, có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu, để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về tử vi của tuổi Bính Ngọ trong tháng 4, 5, 6 năm 2024 âm lịch. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.